kết thúc hội nghị Trung ương 9, thắng bại chưa rõ. Sáng ngày 18 tháng 5, hội nghị Trung ương lần thứ 9 đã bế mạc, báo chí quốc doanh đưa tin như sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội để đảng Đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, tên tuổi của tân chủ tịch nước và tân chủ tịch quốc hội là ai thì khi đó vẫn chưa được công bố. Buổi chiều cùng ngày, báo chí đã công bố ông Tô Lâm sẽ là chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn sẽ là chủ tịch quốc hội. Có lẽ do các bên đấu đá nhau tranh nhau vị trí Bộ trưởng Bộ Công an kéo theo vị trí chủ tịch nước xảy ra răng co giữa các bên. Nhưng cuối cùng các bên đã ngã giá sỏng. Hình ảnh buổi bế mạc tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài đang quay lưng với Việt Nam vì họ lo lắng về một thời kỳ bất ổn chính trị. Nếu các bên vẫn còn tiếp tục đấu đá đến mức không thể tìm được tiếng nói chung, thì đấy là hành động xua đuổi các nguồn vốn từ nước ngoài. Càng khủng hoảng chính trị thượng tầng, thì kinh tế Việt Nam sẽ càng điều đứng, doanh nghiệp phá sản càng nhiều và người dân sẽ thất nghiệp tràn lan khắp nơi. Việc mà ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ cần làm hiện nay là phải lấy lại được niềm tin với nhà đầu tư nước ngoài để hạn chế tình trạng chảy máu vốn đầu tư nước ngoài như hiện nay. Tuy nhiên, với tư duy và sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất yếu, với tình trạng đấu đá anh chết tôi sống trong bộ chính trị thì khó có thể làm được điều gì tốt đẹp cho người dân ông trọng đã không còn đủ khả năng để kiểm soát tô lâm thì làm sao ông có thể thực hiện được vai trò giữ ổn định chính trị cho việt nam hơn nữa bản thân ông đã tạo ra tiền lệ rất xấu khi không tôn trọng luật pháp luật đảng thì chính ông lại là mầm loạn bởi không một nơi nào đột lệ được tôn trọng mà lại có được sự ổn định cả và cứ như thế đảng cộng sản việt nam nó như một nồi lẩu. Số phận của ông Tô Lâm đang được dư luận rất quan tâm. Kết quả ông Tô Lâm phải ngồi ghế chủ tịch nước và việc chọn bộ trưởng bộ công an dù có thế nào đi chăng nữa thì cuộc đấu đá vẫn sẽ tiếp tục và diễn biến còn phức tạp hơn. Hiện nay có hai bản. Thứ nhất là ông Tổng ép ông Tô Lâm lên ghế chủ tịch nước và chặn không như nhóm Hưng Yên nắm bộ công an. Thứ hai để cho ông Tô Lâm nắm ghế chủ tịch nước và chấp nhận việc bố trí cho đàn em của ông tô lâm nắm bộ công an để mà thao túng nếu khả năng thứ nhất xảy ra thì đấy là thắng lợi của phe ông tổng bí thư sau đó ông còn rất nhiều việc phải làm đó là dần dần cắt sạch vây cánh của tô lâm và cuối cùng thì ra tay với tô lâm mà việc ra tay với một chủ tịch nước thì cũng sẽ tiếp tục gây ra khủng hoảng chính trị với khả năng thứ nhì tô lâm lên chủ tịch nước đồng thời lại đưa được đàn em lên nắm bộ công an trong trường hợp này, tôi sẽ làm chủ cuộc chơi tiếp theo và người rơi vào thế phải chống đỡ lại là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta hãy cùng đợi xem Bộ Chính trị sẽ chọn ai thay thế cho Tô Lâm, bên nào thắng, bên nào bại thì sẽ rõ sau một vài ngày tới. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, thắng bại chưa rõ ràng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d Ông Tổng kéo quân đội vào ban bí thư tạo thế cài răng lược với phe của Tô Lâm. Ngày khai mạc hội nghị trung ương lần thứ 9 ở hàng ghế chủ tịch đoàn, trước đây dành cho 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt giờ chỉ còn có 3 người. Đáng lẽ chỉ còn có 2 là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính, nhưng ông Trọng đã kéo thêm vị đại tướng quân đội, ông Lương Cường vào ngồi lên đó. Trước đấy, cuộc họp bộ chính trị đã chốt nhân sự, ông Lương Cường thay cho bà Trương Thị Mai ở vị trí thường trực ban bí thư. Vị trí thường trực ban bí thư rất quan trọng, đây được xem là phó tổng bí thư người trực tiếp điều hành ban bí thư trong những công việc sự vụ và thay mặt ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi cần. Với tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Trọng thì vai trò của ông Lương Cường rất lớn. Quyền lực của ban bí thư bao trùm trong đảng, trong đó có công tác nhân sự của Trung ương Đảng. Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 9, ông Lương Cường được ngồi ở vị trí của bà Trương Thị Mai trước đây. Như vậy, khiêu Lương Cường về ban bí thư thì trong ban này có đến hai tướng quân đội, đó là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương và Đại tướng Lương Cường. Việc Tô Lâm cho đánh gãy ghế của bà Trương Thị Mai cho thấy ý đồ của ông rất rõ ràng, đó là đánh cho ban bí thư tàn tác để hạ sức mạnh của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc kéo ông Lương Cường vào vị trí thường trực ban bí thư cho thấy đây là một nước cờ cao tay của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sự nghiệp chính trị của ông lương cường gắn với cuộc đời binh nghiệp nếu ông lương cường có dính phốt thì cũng chỉ gói gọn trong bộ quốc phòng mà bộ công an của tô lâm không có quyền điều tra những quan chức của bộ quốc phòng khi người thuộc bộ quốc phòng phạm pháp thì sẽ có cơ quan điều tra quân đội thực hiện việc điều tra này sau khi có kết quả thì chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án quân sự xét xử nói tóm lại bộ quốc phòng là vùng cấm tô lông không được bén mạng tới đây như vậy, việc kéo ông Lương Cường về thay bà Trương Thị Mai, như là một mũi tên trúng một lúc tới hai đích. Mục đích thứ nhất là giải quyết khủng hoảng nhân sự trong ban bí thư hiện nay đang diễn ra rất trầm trọng. Thứ nhì, gia cố thành trì, không cho quân của Tô Lâm tiếp tục bắn phá vào ban bí thư. Thế cũng Lương Cường khi ngồi vào ghế thường trực ban bí thư vững chãi hơn bà Mai rất nhiều. Đấy chỉ mới là nước cờ vá lỗ rách ban bí thư nước cờ thứ hai cũng cao thầm không kém. Đó là ông Trọng bắt tay với Phan Văn Giang cho quân đội điều tra sân sau của ông Tô Lâm. Thông tin nội bộ cho biết công ty Xuân Cầu của Tô Dũng, em trai Tô Lâm, đang bị điều tra và người ra lệnh này chính là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trước mắt ông Trọng dùng chiêu gây ông đập lưng ông đối với ông Tô Lâm. Nếu Tô Lâm dùng hồ sơ đen để đánh phá đồ đệ của ông Trọng, thì ông Trọng cho dùng quân đội để lập hồ sơ đen đối với Tô Lâm. Hiện nay, tương lai của Tô Lâm đang phụ thuộc rất nhiều vào kết quả Hội nghị Trung ương 9 đang diễn ra. Như vậy, trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tô Lâm cài được Vũ Hồng Văn. Trong Ban Bí Thư, Tô Lâm cài được Nguyễn Duy Ngọc thì ông Trọng cũng kéo quân đội về để mà chấn giữ vị trí hiểm yếu nhất là vị trí thường trực Ban Bí Thư. Hiện giờ, trong Ban Bí Thư, phe ông Tổng và phe Tô Lâm đang ở thế cài răng lượng đây là cách móng tổng bí thư sử dụng để hóa giải vòi bạch tuộc của ông tô lâm giờ đây còn lại vị trí bộ trưởng bộ công an nếu ông trọng có thể đưa được người từ ban bí thư cài cắm vào chức bộ trưởng này thì xem như sức mạnh của tô lâm bị khóa hoàn toàn lúc đó tô lâm ngồi trên ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực mà không có hậu phương hậu thuẫn thì chẳng khác gì trần đại quang trước đây có thể gặp nguy và mất mạng bất cứ khi nào Tô Lâm đã bảo thế leo lên lưng cọp, không thể buông được nữa, giờ phải chiến đấu đến cùng để đưa đàn em Đồng Hương Hương Yên của ông ta vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là canh bạc sống còn của Tô Lâm, thắng hay bại, thời gian tới sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp với bản tin Ông Tổng kéo quân đội vào bàn bí thư, tạo thế cái răng lược với phe Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d